Đất rừng phương Nam và hồi kết dành cho khán giả. Những ngày gần đây, cuộc tranh luận về bộ phim truyện điện ảnh Đất rừng phương Nam đã tạo ra một cơn sốt thực sự với những luồng ý kiến trái chiều khác nhau trên báo chí, truyền thông chính thống và đặc biệt là mạng xã hội. Việc chọn một tác phẩm văn học nổi tiếng như Đất rừng phương Nam và trước đó là thành công của phim truyền hình nhiều tập Đất phương Nam để làm một phim truyện điện ảnh Đất rừng phương Nam với kinh phí khủng là một nỗ lực đáng ghi nhận của nhà sản xuất và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng ekip làm phim. Sự việc đi xa hơn khi có người tung tin giả Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu nhà sản xuất phim Đất rừng phương Nam DRPN chỉnh sửa các nội dung dư luận phản ánh điều này là đáng lên án và cần xử lý nghiêm. Nhà sản xuất đã lắng nghe ý kiến dư luận với tinh thần cầu thị và đã đổi tên hai tổ chức trong phim thành Nam Hòa Đoàn và Chính Nghĩa Hội để hy vọng khán giả đón nhận nhiệt tình. Nhưng những phản ứng trái chiều về trang phục hay nói đúng hơn là tinh thần hồn cốt của phim vẫn tiếp tục. Thậm chí có những người chưa xem phim cũng đu chen để hoặc là bốc phim lên mây xanh, coi như kiệt tác, hoặc vùi dập đến đất đen, đòi cấm chiếu. Có người bảo gạt bỏ những yếu tố lịch sử, chính trị thì đây là một phim giải trí làm công phu, đại cảnh hoành tráng, đánh đấm hay, phảng phất phim giã sử, kiếm hiệp, chưa kể nhiều cảnh quay đẹp góp phần quảng bá du lịch Việt trong bối cảnh điện ảnh cần bắt tay với du lịch. Tuy nhiên thực sự về bản chất, dù là phim giải trí cũng không thể thoát ly hoàn toàn chính trị, nhất là khi phim nói về câu chuyện đi tìm cha trong bối cảnh kháng Pháp. Và nếu lấy cảm hứng từ chuyện của Đoàn Giỏi ngay từ những trang đầu đã mô tả cái chợ quê đầy sống động và nhắc tới Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Cũng phải thấy việc chuyển thể từ tác phẩm văn học sang phim truyện điện ảnh là một xu hướng của điện ảnh thế giới nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng. Và thường thì tỷ lệ thành công của phim là thấp hơn so với tỷ lệ thất bại của phim, nhất là với các tác phẩm văn học nổi tiếng, có chỗ đứng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Bộ phim Đất rừng phương Nam đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi và thực sự đáng suy nghĩ với nhiều bài học cần rút ra từ nhiều phía, kể cả nhà quản lý. Không thể đóng khung sáng tạo theo góc nhìn cứng nhắc, dập khuôn, nhưng sáng tạo sao để không đến mức làm sai lệch, bóp méo, dễ gây ra những hiểu lầm về lịch sử là cần thiết. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!